Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng ăn đòn gió, nhân dân chịu đòn thật. Nếu cứ tăng cường độc quyền đảng trị như hiện nay thì nhiều khả năng u ám sẽ bao trùm đất nước. Đến lúc đó, dân tộc lâm nguy mà Đảng Cộng sản như hiện nay cũng chẳng còn. Chỉ còn lại chủ yếu một nhóm người tay sai cho bọn thống trị từ nước ngoài và một quần chúng nô lệ bị hủy diệt dần như các dân tộc tại Tây Tạng và Tân Cương ở Trung Quốc hiện nay. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã có bài phân tích đăng tải về thế đứng yếu ớt của Việt Nam trước thời cuộc bên miệng hố chiến tranh của các cường quốc. Ông đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm tư vấn và thông qua đó cho cụ thể hơn những thông tin để cung cấp trong Tổng Bí thư và Đảng cũng như lãnh đạo. Nội dung bài viết được ông chia sẻ như sau. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, một chuyên gia về các vấn đề quốc tế và đối ngoại, vừa có bài Đòn gió ngoại giao thời nay. Mở đầu, tiến sĩ Thắng viết rằng cuộc chiến tranh cân não giữa nước Mỹ của Biden và nước Nga của Putin có tạm dừng lại hay không, tùy thuộc vào mỗi bên và sẽ làm thỏa mãn đến mức độ nào thể diện quốc gia của phía bên kia. Đây là hình ảnh truyền thông Mỹ vào ngày 20 tháng 2 đưa tin Tổng thống Biden đã nhận được thông tin tình báo cho biết quân đội Nga đã được lệnh mở chiến dịch tấn công tổng lực Ukraine. Bài viết phân tích việc đu dây của châu Âu giữa Mỹ và Nga lại cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến chảo dầu sôi ở Đông Á và Đông Nam Á, đó là các đòn gió ngoại giao do Trung Quốc ra oai đối với Đài Loan và những đồn thổi về việc Trung Quốc có thể xuất trưởng bất ngờ ở đâu đó trên Biển Đông để thu lại các quần đảo tại Trường Sa nơi Việt Nam đang đóng quân. Ông Thắng viết tiếp, vị trí địa lý chính trị của đất nước buộc các nhà lãnh đạo Việt Nam phải đu dây. Rõ ràng trước làn sóng bành trướng không che giấu từ phương Bắc, Việt Nam chỉ có thể đu dây cao độ trên cơ sở sức mạnh nội sinh. Người dân với chính quyền phải tạo thành một khối thống nhất, chỉ có như thế mới có thể có tư thế mặc cả với bên ngoài. Ông Thắng đưa ra khái niệm là sức mạnh nội sinh sau khi dẫn lời của nhà nghiên cứu Trần Việt Phương trong lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước, chưa có thời đại nào ngây thơ, mất cảnh giác như thời đại ngày nay. Cùng với nhận xét của nhà báo Huy Đức rằng cách ứng xử trong mối quan hệ với Trung Quốc trong nhiệm kỳ này có thể là đang có nhiều cân nhắc. Dân chúng không bao giờ tha thứ cho những ai hèn hạ, nhưng dân chúng đã phải trả giá rất đắt với những nhà lãnh đạo chỉ muốn làm người hùng. Dân chúng cần những bộ óc chiến lược, hiểu lòng dân mà không tạo cơ hội cho những âm mưu đến từ phương Bắc. Hiện nay cũng đang có thông tin đánh giá cho rằng vừa qua lãnh đạo Việt Nam đã khôn ngoan khi đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhận định này dường như nặng về hình thức và dễ gây nhầm lẫn. Ngay về hình thức, quan hệ đó được đặt trong hai tương tác khác nhau. Với Trung Quốc là hợp tác đối tác chiến lược toàn diện, tức là loại nhất ngang như Nga, Nhật Bản và Ấn Độ. Nhưng với Mỹ chỉ là đối tác toàn diện, tức là loại 3 như với hàng chục nước khác. Đây là hình ảnh Hoa Kỳ là nước hỗ trợ lớn nhất cho Việt Nam chống đại dịch COVID-19. Tổng giá trị là 31 triệu đô la Mỹ bao gồm 100 máy thở, 2 máy xét nghiệm PCE, 111 tổ đông nhiệt độ cực thấp và 2 máy giải trình DNA xác định biến thể COVID-19 và 24,6 triệu liều vaccine. Sự phi lý còn ở chỗ trong lúc lợi dụng sự giúp đỡ của Mỹ trên hầu hết mọi lĩnh vực, thì Việt Nam vẫn ôm chặt và bị lệ thuộc vào Trung Quốc vì một đại cục viển vông nào đó. Nếu đất nước hội tụ đủ sức mạnh như nội sinh, như tiến sĩ Thắng nêu ra, người dân với chính quyền tạo thành một khối thống nhất, không thể chia cắt thì thật là lý tưởng. Được thế thì quá tốt, sẽ là hồng phúc cho dân tộc, là may mắn cho đất nước. Nếu không suy nghĩ thấu đáo để tìm cách thực hành thì không khéo, nó sẽ thành khẩu hiệu, không khác gì biện pháp đem chuông mà buộc cổ mèo. Hoặc như lời than của Nguyễn Du rằng, rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Dân ta quả là ngậm đắng nuốt cay đã quá nhiều rồi. Trong Đảng và dân chủ hóa đất nước, Thượng ứng tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng xin đề nghị một số việc phải làm cho người dân với chính quyền phải tạo thành một khối không thể chia cắt. Kinh nghiệm lịch sử của nhân loại chứng tỏ rằng chỉ có thể tạo thành khối thống nhất khi chính quyền thật lòng tôn quý nhân dân. Thời quân chủ chuyên chế, nếu có được vua sáng tôi hiền thì phương châm dân vi quý được đề cao.
Thời nay, nếu đất nước có nền pháp quyền thật sự dân chủ, thì chính quyền mới thực chất là của dân, chứ không phải chỉ là những câu nói suông của thế lực nắm quyền, độc tài, toàn trị. Tình hình Việt Nam bây giờ, hình thức là nước Cộng Hòa, tuyên bố công khai là theo chế độ pháp quyền, nhưng thực chất là theo chế độ đảng quyền, rất thiếu dân chủ. Đây là hình ảnh các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam biểu quyết trong đại hội lần thứ 13 vào hồi tháng 1 năm 2021, tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Vậy điều kiện tiên quyết để tạo được khối thống nhất là công cuộc dân chủ hóa đất nước. Mà đầu tiên là phải thực hành dân chủ trong đảng, rồi mở rộng ra toàn dân, chủ yếu là từ quốc hội. Về dân chủ trong đảng, Tổng Bí thư đã chủ quan, rất mê muội cho rằng đảng của ông thật sự có dân chủ và bản thân ông rất dân chủ. Không, hoàn toàn không phải như vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam đang là một tổ chức rất mất dân chủ và bản thân ông Tổng Bí thư cũng đã vi phạm rất nhiều quy tắc dân chủ. Chỉ có một số ít mê muội hoặc lĩnh bợ mới ca ngợi một điều không có thật là sự dân chủ trong đảng. Nghe được điều này thì chắc ông Tổng Bí thư không tin và sẽ nổi đoá và biết rằng đó là luận điệu của thế lực thù địch. Ông vẫn thường nói thế. Ông Tổng Bí thư không tin, nhưng xin hỏi các vị trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương, trong hàng ngũ cán bộ các cấp, trong toàn thể đảng viên xem có ai tin không. Dân chủ trong đảng là vấn đề rất cấp thiết, xin các đảng viên và các cán bộ đảng hết sức quan tâm. Vấn đề dân chủ hóa đất nước phải là hoạt động trong hòa bình dựa trên cơ sở tôn trọng hiến pháp và pháp luật. Nó được diễn ra theo một trong ba cách. Thứ nhất là từ trên xuống dưới, thứ hai là từ dưới lên trên, thứ ba là phối hợp từ trên xuống dưới. Cách thứ nhất xảy ra khi trong hàng ngũ của lãnh đạo chủ chốt có một số người giác ngộ về vấn đề và chỉ đạo được hoạt động. Việc này đã từng xảy ra vào hồi đại hội thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1986 về đổi mới và mở cửa kinh tế. Đây là hình ảnh hàng ngàn người dân tập hợp lại ngay khi bức tường Berlin sụp đổ, ngăn cách Đông Tây phá vỡ và các thể chế cộng sản tại Đông Âu sụp đổ. Cách thứ hai thì đã xảy ra ở một số nước Đông Âu vào năm 1989-90 và một số nước khác dưới hình thức cách mạng màu, có nơi thành công và có nơi thì thất bại. Ở Việt Nam, đó là đợt đấu tranh của nhân dân ở tỉnh Thái Bình vào năm 1997 mới chỉ lại để lại tiếng vang, đòn thật đáng mong đợi. Cách thứ ba là cách duy nhất, đáng mong đợi nhất, bắt đầu bởi cuộc vận động, thảo luận riêng lẻ từ một số cá nhân, từ các tổ chức xã hội dân sự. Những ý kiến và yêu cầu dân chủ hóa sẽ được phản ánh vào hoạt động của Quốc hội và từ đó sẽ lan tỏa và kết hợp với các hoạt động của quần chúng. Đó là sự kết hợp giữa nâng cao dân trí và quan trí. Về lập pháp, Quốc hội không tự soạn thảo được các dự thảo luật mà phải chờ hành pháp soạn, đệ trình rồi Quốc hội chỉ thảo luận và thông qua. Như vậy, có nhiều luật mà nhân dân rất cần và rất cần, nhưng hành pháp không đệ trình thì Quốc hội cũng đành bó tay. Đặc biệt là những luật liên quan đến quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Để có một Quốc hội xứng đáng cũng xin đề cử sửa luật và đưa một số điều vào sau. Thứ nhất là đại biểu Quốc hội là nghị sĩ, là đại diện của nhân dân nhưng không thể đồng thời là người của cơ quan hành pháp. Tiếp theo là người hiện nay đang ở các cơ quan hành pháp có thể ứng cử nhưng khi trúng cử thì phải thôi giữ trách nhiệm hành pháp. Trừ một vài chức vụ nào đó do luật quy định rõ ràng, ví dụ Chủ tịch nước và Thủ tướng. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hiện nay của Việt Nam. Thứ hai là số lượng nghị sĩ không cần quá đông, quan trọng là chất lượng. Việt Nam chỉ cần khoảng 400 nghị sĩ, một người đại diện cho từ 250.000 đến 300 người dân. Cũng nên chăng chia lãnh thổ ra khoảng 400 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cử một nghị sĩ. Tại mỗi đơn vị thì cơ quan hành pháp lập ra ban đầu ban bầu cử, xong việc ban sẽ giải tán. Thứ ba là bãi bỏ việc mặt trận hiệp thương và lập danh sách người ứng cử và hội nghị cử tri do mặt trận chủ trì, không hạn chế danh sách ứng viên, danh sách này do ban bầu cử lập ra. Thứ tư là người ứng cử phải nhận được số chữ ký ủng hộ của cử tri và phải có chương trình tranh cử. Họ phải tự mình vận động để có được sự ủng hộ và phải có hoạt động tranh cử rõ ràng. Quốc hội với một số đại biểu đáng kể là đại diện trí tuệ của nhân dân thì mới có khả năng soạn thảo dự án, dự luật, trong đó có các luật làm cơ sở để cho các tổ chức xã hội dân sự hoạt động.
Quốc hội cũng phải dần dần từ bỏ vai trò chỉ thừa hành các chỉ thị của Đảng mà phải trở thành lực lượng đối trọng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Một đất nước muốn phát triển được đúng hướng bắt buộc phải có lực lượng đối trọng hoặc đối lập. Nếu cứ tăng cường quyền độc quyền của Đảng trị thì có nhiều khả năng u ám sẽ bao trùm, đến lúc đó dân tộc lâm nguy mà Đảng như hiện nay cũng chẳng còn, chỉ còn lại chủ yếu một nhúm người tay sai cho bọn thống trị từ nước ngoài và một quần chúng nô lệ bị hủy diệt dần như các dân tộc Tây Tạng và Tân Cương tại Trung Quốc. Kính mời các bạn xem bản tin Cuộc chiến ly kỳ của cư dân Vinhome Central Park Sài Gòn với chủ đầu tư tham lam. Vingroup giàu có thì ai cũng biết, nhưng cách kinh doanh thì gian dối, nhập nhằng với khách hàng. Lợi dụng tình trạng bế tắc của hệ thống tư pháp Việt Nam khiến cho các vụ kiện đều như con kiến kiện củ khoai, và đặc biệt là chiêu bịt miệng truyền thông của Vingroup rất là ghê gớm. Tuy nhiên, giấu đầu cũng phải đòi đuôi, và sau đây là câu chuyện có thật ở chung cư đắt giá Vinhome Central Park ở Sài Gòn qua bài bình luận của tác giả Nguyễn Thị Liên Hoa. Hôm 16 tháng 2, trong nhóm cư dân Vinhome có một bài chia sẻ thu hút gần 2.000 lượt người đồng tình. Người viết nói đến chuyện hầm giữ xe của Vinhome đang được chủ đầu tư khai thác và thu lợi gian lận nhiều năm nay, trong khi nó phải được giao cho chính các chủ sở hữu căn hộ. 40 tỷ đồng mỗi năm từ hầm giữ xe đi về đâu là câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh khu căn hộ chung cư đắt giá Vinhome Central Park, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dùng nhiều con số để tính toán và phân tích, người viết với nick là Song Cha cho biết theo luật, mỗi căn hộ của Vinhome Central Park có 2 chỗ đổi xe máy và 1 chỗ để xe đạp ở hầm giữ xe. Theo hợp đồng mua căn hộ, phần diện tích này thuộc về chủ sở hữu căn hộ, gọi tắt là cư dân, vì đã được tính vào tiền mua căn hộ. Diện tích mỗi chỗ để xe 2 bánh là 6,9m² mỗi căn hộ. Tổng cộng có 11.300 căn hộ, nhưng toàn bộ diện tích này là 77.970m², tức là gần 8 hectare. Nếu tính cả phần diện tích dưới hầm dành cho lối đi xuống, lối đi chữa cháy, phòng điều hành, vân vân, thì tổng diện tích hầm để xe cho toàn bộ khu này là gần 10 hectare. Đơn vị giữ xe máy là 170.000 đồng mỗi tháng. Với 11.300 căn hộ thì tiền giữ xe máy hàng năm đã lên đến tổng cộng 46 tỷ đồng. Đó là chưa kể số xe của khách vãng lai đã gửi rất nhiều và xe đạp, nhưng có một số căn hộ không gửi đủ 2 xe, nên ước tính doanh thu từ hầm giữ xe là khoảng 40 tỷ đồng mỗi năm. Chi phí bảo trì, điện nước, an ninh hầm xe thì cư dân đã trả thông qua quỹ bảo trì và phí quản lý. Như vậy, lấy 40 tỷ trừ đi chi phí lương nhân viên gác cổng bãi xe thì có được cái kết dư. Do chủ sở hữu căn hộ đã trả toàn bộ chi phí nên số kết dư này thuộc về cộng đồng cư dân. Đây chính là mấu chốt mâu thuẫn kéo dài nhiều năm nay giữa cộng đồng cư dân của Vinhome và công ty này với kết quả dư hàng tháng, hàng năm vẫn là không đồng. Người viết nhấn mạnh rằng chính cái không đồng này là một trong nhiều lý do khiến cho các ban quản trị tòa nhà thương thảo với Vingroup mấy năm nay vẫn không ký được hợp đồng dịch vụ. Đây là hầm giữ xe tại khu chung cư. Dưới bài viết, hàng trăm bình luận để lại phản nàn là hầm xe dơ bẩn, tối tăm. Có những khu vực trồng cây bên ngoài khu nhà hồi trước được chăm sóc đẹp đẽ, nhưng giờ rác bẩy bẩn vương vãi. Cư dân phản ánh nhiều lần nhưng cũng không được giải quyết. Tại khu này, trước đây đã có rất nhiều phản ánh về chất lượng không tốt của căn hộ. Ví dụ, tường và sàn trần mỏng, cách âm không tốt như quảng cáo khi bán hàng, nứt sơn, kính từ tháp, landmark, thỉnh thoảng nổ vỡ, rơi tự do xuống biên giới, rất nguy hiểm. Khi mua, hết mình, khi nhận lại hết hồn. Một dự án dân cư khác của Vinhome tại Hà Nội là Vinhome Smart City Tây Mỗ cũng đã bị chính người mua bóc phốt cách đây một năm. Người mua này viết trên trang thekimoi.vn rằng tâm lý hân hoan vì hôm nay được chủ đầu tư bàn giao nhà, nhưng lúc đi hết mình, khi về hết hồn, thất vọng toàn tập. Tường và các góc tường quá nhiều vết nứt. Cổ tường cũng như chung quanh tình trạng nứt và hoàn thiện không kỹ.
trần thạch cao thì phòng nào cũng nứt ở vị trí nối tấm. Lên chân tường thì ọp ẹp, sơn tường cũng không đạt màu không đồng nhất. Nhất là hai tấm kính phòng ngủ có hai vết xước, chữ to, chữ X to đùng. Sau đó đại diện chủ đầu tư nói là do bị phá hoại. Đây là những lỗi lớn bị tạm liệt kê, còn những lỗi nhỏ như bơm keo, dán cách âm ở cửa lô ra phòng khách, mình không tính đến, vân vân. Dưới bài viết này, khá nhiều chủ nhà cho biết căn hộ của họ cũng gặp tình trạng y như vậy. Giá của căn hộ này là 38 triệu đồng mỗi mét vuông. Đây là mức giá rất cao. Có người nói rõ thêm là tệ từ thang máy cho đến bên trong căn hộ. 9 tòa nhà khoảng 50.000 cư dân về sống, có một cái bể bơi bé tí, độ sâu 1m2, không đủ để trẻ con vầy, còn người lớn thì chen nhau mà lội, đi lại bất cập. Đây là hình ảnh hồ bơi của Vinhome theo video clip quảng cáo. Sa bàn và sơ đồ vẽ đường rõ to, thực tế thì lại nhỏ. Dân hỏi thì bảo còn đợi nhà nước cho phép mới được mở đường. Phí dịch vụ sau này dự kiến từ 15.000 đến 17.000 đồng mỗi mét vuông, nhà gửi xe ô tô cách cả km. Nếu hơn 50 tòa nhà mọc ra thì giải đâu cho hết người với công viên bé xíu này. Người này đã kết luận rằng lỡ mua và chuyển về rồi mới biết cái mùi của Vin. Còn nhiều vấn đề bất cập không tả hết. Nhiều người mua nhà để lại khá nhiều hình ảnh chụp căn hộ của họ với tình trạng chung cư tường nứt dài từ trần đến sàn. Chủ đầu tư khắc phục nhiều lần nhưng ít lâu sau lại nứt toát tiếp. Vào năm 2021, các khu chung cư với các căn bản của pháp luật yêu cầu Vin về bàn giao phân tích để xe hai bánh, gửi công văn lên các cấp chính quyền, Vin buộc lòng tiến hành bàn giao. Cũng lắm chuyện ly kỳ, là người trực tiếp hỗ trợ cho khu quản lý để tân tạo bản giao. Nhìn bản vẽ thì bảo, các ram dốc lên xuống có thể được xe đâu mà bàn giao chỗ đó, các lối đi cho phòng cháy chữa cháy có để xe được đâu mà bản giao làm chỗ để xe. Cãi nhau à, mời cảnh sát phòng cháy chữa cháy xuống hỏi, họ đồng ý cho để xe thì tôi nhận, thế là gạch bỏ chỗ đó ra. Tôi chỉ tiếc các phòng kỹ thuật đặt máy móc thiết bị làm sao để xe cũng gạch ra. Cứ mỗi lần lại bỏ một phần diện tích thì đợi Vin vẽ lại bản vẽ, vẽ cái gì cả tháng chưa xong, vẽ vài lần hết gần một năm. Đây là hình ảnh, một số hình ảnh phản ánh chất lượng căn hộ Vinhome City Smart Tây Mỗ kém chất lượng. Các ban quản trị họp quyết định yêu cầu Vin bàn giao các mốc giới ta nhận trước để khai thác, phần diện tích giao thiếu theo luật ta kiến nghị sau để không sa đà lọt bẫy cãi nhau này. Cuối năm 2021, hoàn thành mốc giới hầm xe Central Park Landmark 456 và Landmark Plus 4 tòa nhà. Vẫn chưa bản giao xong, vẫn đợi bản vẽ. Sau nhiều năm quyết liệt của chung cư và cư dân, cuối cùng Vinhome cũng buộc phải đồng ý giao hầm giữ xe ra để đấu thầu quyền khai thác kinh doanh. Thế nhưng họ yêu cầu chỉ bàn giao trên hồ sơ giấy tờ, còn quyền quản lý vẫn là của Vin, tức là ai giữ giấy tờ cứ giữ, nhưng lợi nhuận từ hầm giữ xe Vin vẫn nuốt gọn. Đây là hình ảnh cư dân của Vinhome và những gia đình giàu có mua nhà của Vingroup biểu tình vì chất lượng nhà chung cư do tập đoàn này cung cấp tại Hà Nội xuống cấp trầm trọng. Trong trực tiếp vừa qua, một số căn hộ của Vingroup đã bị Vin thông báo cắt điện dịch vụ đúng sáng mùng 1 Tết, những nhà chậm trả phí quản lý. Sau khi bị cư dân phản ứng dữ dội thì ban quản lý nhân nhượng và lùi thời hạn đến hết ngày mùng 6 Tết. Thời điểm đó, thông tin này xôn xao trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, đến hôm 17 tháng 2 năm 2022, không hề tìm thấy nó trên Internet nữa. Và những thông tin xấu của Vingroup thường cực hiếm khi lộ ra trên báo chí. Nguyên nhân ai cũng đã biết, đội nhân viên của Vin làm việc rất hiệu quả để chặn, xóa các thông tin đa dạng này. Nhiều người làm bờ báo Việt Nam cũng từng trải có cảnh thông tin vừa đưa lên báo ít phút thì nhân viên của Vin gọi điện nhờ xóa vì lý do này nọ. Vin lại thường có chiêu bịt miệng báo chí bằng cách góp vốn kinh doanh hoặc đều ký hợp đồng quảng cáo giá trị lớn, nên dễ hiểu là chẳng ai muốn mất lòng một khách hàng giàu có cả. Thế nhưng dù ít khi lộ, nhưng một khi đã lộ thì chuyện của Vin thường là những chuyện rất gây sửng sốt cho khách hàng.